Chúng ta sẽ đến với một phần kế tiếp trong Zen File, đó là chúng ta sử dụng filter. Thì lúc này chúng ta có một phương thức là add filter. Đầu tiên, tham số đầu tiên của chúng ta là filter, là kiểu filter của chúng ta. Thì chúng ta gọi đến một cái lớp filter nào đó. Thứ hai nữa là option, có nghĩa là những cái tham số chúng ta sẽ truyền vào trong filter đó. Và kế tiếp là các bạn muốn sử dụng cái filter này cho cái file nào. Thì lúc này các bạn sẽ thấy chúng ta gồm một số filter thông dụng như là rename, chuyển cái tên file của chúng ta thành chữ thường, và hoặc là chuyển, có nghĩa là thành những cái chữ thường hoặc thành những cái chữ hoa. Thì lúc này tùy theo các bạn. Và phương thức chúng ta hay dùng nhất đó là phương thức rename. Vậy thì chúng ta sẽ đến với một ví dụ khi chúng ta sử dụng filter. Lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái action mới. Trong phần này chúng ta cũng sẽ cần có một phần view. Vậy chúng ta sẽ select nó lại. Select phần số 5 lại. Thành filter.html. Và lúc này chúng ta sẽ chỉ sử dụng một file thôi, nên chúng ta đóng file kia lại. Thì trong phần này chúng ta cũng cần những cái điều kiện, thứ nhất là bọt, y bọt. Thứ hai nữa là chúng ta cũng cần thiết lập đường dẫn của chúng ta. Vậy thì lúc này các bạn sẽ thấy là trong filter của chúng ta có file picture, vậy thì chúng ta sẽ đưa nó vào đây cái đường dẫn. Tiếp theo là chúng ta sẽ upload lên từ một photo. Lúc này chúng ta sẽ bỏ qua trường hợp kiểm tra điều kiện để chúng ta vào thẳng filter. Vậy thì lúc này chúng ta thực hiện như sau. Upload. Chúng ta sẽ gọi đến filter. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào filter của chúng ta. Thì filter của chúng ta sẽ là, thứ nhất là các bạn sẽ sử dụng lớp của chúng ta là lớp rename. Vì vậy chúng ta chỉ đưa vào chữ rename. Thứ hai nữa là chúng ta gồm có một cái mảng option. Thì vậy thì mảng option của chúng ta sẽ gồm những có những cái phần từ nào. Đầu tiên chúng ta sẽ đưa lại option. Tiếp theo là file. File của chúng ta chính là picture. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ nghiên cứu xem cái option của chúng ta gồm những cái phần từ nào. Các bạn thấy option lúc này sẽ là một mảng. Vậy thì chúng ta sẽ đưa vào đây array. Đầu tiên là chúng ta phải thông báo cho nó biết là cái tên của tập tin mới và cái thư mục mà lưu cái tập tin đó là ở thư mục nào. Vậy thì chúng ta đưa vào một cái này gọi là một cái phần từ style. Chúng ta sẽ đưa vào cái thư mục chúng ta muốn tạo ra, ví dụ như là photo file. Lúc này chúng ta sẽ là, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ đưa vào một cái tên cho nó. Vậy thì ví dụ như chúng ta sẽ đưa vào cái tên là picture pic 1. Chấm cho, chúng ta sẽ lấy là photo là pic, nhưng mà chúng ta sẽ sửa lại tên của nó thành picture một chấm jpg, ví dụ như thế này. Tiếp theo là chúng ta sẽ coi là đây là tham số đầu tiên của chúng ta, vậy chúng ta sẽ sử dụng thử. Và sau khi đó là chúng ta sử dụng nhận file. Upload. Right.
Để viết theo cái phần này thì chúng ta nên đưa những cái tham số, có nghĩa là cái tên file path cho chính xác. Vì điều này giúp cho các bạn khi nhìn vào mã lệnh chúng ta biết chúng ta đang xử lý cái vấn đề nào. Vậy thì chúng ta hãy thử xem thế nào. Vì chúng ta sẽ vào trong cái phần filter của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn một file để upload lên. Thì các bạn thấy file số 9. Chúng ta chọn upload. Các bạn thấy không có thông báo lỗi gì cả. Vậy có thể là chúng ta đã đúng. Chúng ta refresh lại file. Các bạn thấy ở đây nó đã hiện ra cái file của chúng ta là, có nghĩa là picture của chúng ta là một. Picture một giống như cái tên của chúng ta. Vậy ví dụ như chúng ta sẽ đổi cái này, vậy có nghĩa là khi mà chúng ta rename có vẻ như cái phần thư mục upload này không cần cần thiết nữa vì chúng ta đóng nó lại. Và chúng ta thử coi, vì chúng ta sẽ chuyển nó thành pic2. Rồi chúng ta sẽ chọn file, chúng ta đưa vào hình số 7 và chúng ta upload. Các bạn thấy rằng khi chúng ta rename thì chúng ta không cần, có nghĩa là khi chúng ta mà rename một cái file nào đó thì chúng ta không cần thiết lập cái đường dẫn của cái đường dẫn upload trên server cho cái phần phương thức set destination, mà lúc này chúng ta sẽ đưa vào trong cái mạng option của filter. Khi chúng ta refresh lại để xem. Vậy các bạn đã thấy picture 2 của chúng ta đã được đưa vào. Tiếp theo chúng ta sẽ qua một ví dụ kế tiếp cũng về phần filter này. Lúc này chúng ta sẽ đặt là filter 2. Trong phần filter 2 của chúng ta thì lúc này các bạn chú ý là không phải lúc nào chúng ta upload lên cũng là file JPG. Vì vậy chúng ta cần phải lấy ra cái thành phần mở rộng của cái tập tin của chúng ta. Thì lúc này để lấy được thành phần mở rộng thì chúng ta thực hiện như thế nào? Các bạn sẽ xem, để lấy được cái phần mở rộng của chúng ta thì đầu tiên chúng ta phải lấy được thông tin của file. Vậy là info bằng upload. Gọi đến get. Và chúng ta thấy là trong này chúng ta có phần gọi là get filename. Vậy thì chúng ta sẽ xác định rõ là filename của gì. Vậy chính là filename của picture. Và chúng ta sẽ in phần này ra. Chúng ta refresh lại. Lúc này chúng ta phải vào là chúng ta sẽ phải đi vào filter 2 của chúng ta. Vậy chúng ta select phần này lại thành filter 2. Và chúng ta sẽ gõ ở đây là filter 2. Và chúng ta chọn một cái file chúng ta upload lên. Để các bạn thấy đây là cái tên file của chúng ta. Bây chúng ta hãy thử xem nó còn phương thức nào để lấy ra thông tin nữa không. Upload. Get. Thường lấy thông tin là chúng ta sẽ sử dụng đến get. Thì các bạn thấy ở đây không có cái phần nào lấy ra cái phần get attention cho chúng ta cả. Vậy thì nếu các bạn có một cái phần gọi là filename, có một cái đường dẫn đến tập tin, thì chúng ta có thể lấy ra được cái tên tập tin hay không? Nếu chúng ta đã học Zen Filter thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy được, chúng ta lấy được.
Vậy chúng ta lấy file name như sau. Remake. Chúng ta sẽ cần có cú pháp là pattern. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ tạm thời để phần này ở đây. Tiếp theo là lúc này các bạn sẽ lấy ở đâu? Thì chúng ta sẽ lấy ở trong cái chuỗi info này. Tiếp theo nữa là một cái mảng tham số. Vậy thì lúc này các bạn có thấy là chúng ta chỉ cần viết pattern và pattern chúng ta là regular. Vậy thì chúng ta sẽ viết như thế nào? Lúc này chúng ta đã học rồi nên tôi không nhắc lại nữa. Đây là cái biểu thức để lấy ra được cái tên của tập tên. Và khi lấy tên được của tập tên thì nó sẽ đưa vào trong cái biến match của chúng ta. Lúc này chúng ta hãy in ra cái biến match. Chúng ta refresh lại. Các bạn đã nhìn thấy phần mở rộng của chúng ta là JBD, không của chúng ta là JBD. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện rename nó bằng một cái tên ngẫu nhiên nào đó. Vậy chúng ta sẽ mở option của chúng ta ra. Các bạn thấy là file extension sẽ bằng cái giá trị của chúng ta là max phần từ 1. Vậy chúng ta sẽ đưa vào đây max phần từ 1. Lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái tên ngẫu nhiên cho nó. Vậy chúng ta sẽ đặt là file name. New file name. Sẽ bằng là tên file của chúng ta. Thì ví dụ như chúng ta có cái giá trị đầu là pic. Sau đó chúng ta sẽ nối với một cái giá trị nào đó. Thì thường thì sẽ nối với thời gian. Là điều này sẽ giúp cho chúng ta sẽ không phải nghĩ đến cái, có nghĩa là nghĩ đến cái tên. Sau đó chúng ta tiếp tục là nối với chấm, dấu chấm để tạo ra cái tên file và nối với extension. Lúc này chúng ta hãy echo cái new file name ra để chúng ta xem. Tạm thời chúng ta sẽ đóng phần này lại. Chúng ta refresh lại. Các bạn nhìn thấy lúc này tên bức tranh mới của chúng ta được gắn vào. Ví dụ như chúng ta hãy chọn một cái file khác đi chấm ra chẳng hạn. Chúng ta sẽ nhấn upload. Thì lúc này các bạn đã thấy file của chúng ta upload lên là chấm ra chứ không phải chấm picture nữa, chấm pic nữa. Thì lúc này chúng ta đã có tên file. Và khi có tên file thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ đưa nó vào thay thế cho phần này. Vậy chúng ta sẽ xóa phần này đi và nối nó vào đây. File name. Và bây giờ chúng ta hãy thử upload xem có được hay không. Bây giờ chúng ta sẽ refresh phần này lại. Và chúng ta xóa đi những giá trị không cần thiết. Chúng ta sẽ refresh filter 2. Các bạn không thấy thông báo lỗi hiện ra, vậy có nghĩa là chúng ta upload được. Lúc này chúng ta thì các bạn đã thấy một tập tên chấm ra của chúng ta ở trên này. Bây giờ chúng ta sẽ thử một file khác. Chúng ta nhấn upload và chúng ta refresh. Vậy tập tên của chúng ta lên và lúc này nó được nối ở phía sau bởi cái thời gian chúng ta upload nên cái khả năng trùng nó cũng khá thấp. Vậy là chúng ta đã thực hiện được cái phần của chúng ta là upload file. Ngoài ra trong cái và thay đổi cái tên của nó. Ngoài ra trong cái option này nó còn có một cái giá trị nữa. Đó là một cái gọi là override. Có nghĩa là khi gặp cái file đó cùng tên thì có viết chồng trùng lên hay không. Nếu chúng ta để giá trị bằng true thì nó sẽ viết trùng lên, có nghĩa là viết đè lên cái tên của cái file đó. Vậy thì đây là những cái tham số trong phần filter của chúng ta.